Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như trong khu vực đang hết sức phức tạp, việc cải thiện năng lực quốc phòng là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng đang nhắm tới. Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng không ngoại lệ. Ngoài việc tăng cường xây dựng lực lượng cũng như trang thiết bị vũ khí cho không quân và lục quân, họ còn có những bước tiến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực hải quân nhằm đối phó với những biến động lớn trong khu vực. Nếu trước đây các nước này chỉ quan tâm tới việc xây dựng các hạm đội tàu nổi thì giờ đây họ còn chú trọng thêm đầu tư mạnh vào lực lượng tàu ngầm, thứ vũ khí mà trước đây chỉ dành cho các siêu cường quốc. Vậy hiện nay trong các quốc gia Đông Nam Á này, năm nước nào được đánh giá là có lực lượng tàu ngầm hiện đại nhất? Và Việt Nam của chúng ta liệu có trong danh sách này hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé! Đứng vị trí thứ 5 trong danh sách các quốc gia có lực lượng tàu ngầm hiện đại là Myanmar. Vài năm trở lại đây, hải quân Myanmar được đánh giá là một hiện tượng lạ của khu vực Đông Nam Á. Chỉ trong vòng 10 năm, hải quân quân đội Myanmar từ một lực lượng vô danh tại Đông Nam Á đã khiến cho cả khu vực thực sự ngỡ ngàng vì tốc độ phát triển của mình, cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm thay máu lực lượng hải quân của NEPITO. Đó là việc quốc gia này đã mua tàu ngầm INS Vindhya với lớp Kilo S-55 từ hải quân Ấn Độ. Cũng chính là chiếc tàu ngầm chiến đấu đầu tiên mà quân Myanmar sở hữu được. Tàu ngầm này có độ choán nước là 3.000 tấn, cùng khả năng mang theo tên lửa hành trình cực kỳ nguy hiểm, đó là tên lửa Kaplia. Loại tên lửa cho phép khai hỏa nhằm tấn công các mục tiêu trên biển ở khoảng cách lên tới 220 km. Tàu còn được trang bị động cơ diesel điện, có thể đạt tốc độ tối đa khi nổi là 10 hải lý trên giờ, còn khi lặn là 17 hải lý trên giờ. Bên cạnh đó, khả năng dự trữ hành trình khoảng 9.000 km và độ lặn sâu tối đa là 300 m. Về mặt hỏa lực, tàu có 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có khả năng mang theo 18 ngư lôi loại Chai 53-56 hoặc Tet 71-76 hoặc thủy lôi GM1. Sau khi hiện đại hóa, INS Sindhuvir còn được tăng cường thêm về mặt sức mạnh với việc có thể phóng tên lửa hành trình 3M54 Kaplia qua ống phóng ngư lôi. Thời điểm trước đây, trong khu vực hải quân Myanmar thường không được đánh giá cao về vai trò trong cả hoạt động gìn giữ an ninh quốc gia, lẫn số lượng tàu thuyền các loại. Bởi lẽ, trong suốt một thời gian dài, khoảng 60 năm, lực lượng hải quân nước này không có sự thay đổi trang bị đáng kể. Họ phần lớn là mua lại những tàu tuần tra nhỏ từ Mỹ, Singapore, Australia hay là Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể thay đổi. Từ năm 2010, hải quân Myanmar cho ra mắt một loạt các tàu chiến thế hệ mới, hầu hết là do nước này tự đóng như khinh hạm Aung Gia và Kiasita. Bên cạnh đó là tàu hộ vệ tên lửa cùng với các loại tàu tấn công nhanh có mang theo tên lửa chống hạm. Tự chung lại với những con tàu vừa được nhắc tên phía trên, Myanmar rõ ràng là xứng đáng với vị trí top đầu, cụ thể là top 5 trong khu vực Đông Nam Á về số lượng tàu ngầm, năng lực của lực lượng hải quân. Đồng thời là cả về mặt công nghiệp quốc phòng phục vụ cho chế tạo các loại tàu chiến. Vị trí thứ tư chúng mình muốn nhắc đến quốc gia Malaysia giữ một vai trò vị trí quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Hải quân Malaysia với quân số khoảng 16.000 người được chú trọng đầu tư và trang bị nhiều loại tàu chiến do châu Âu sản xuất. Một hạm đội gồm có 47 tàu chiến các loại. Về tàu ngầm, hải quân Malaysia hiện sở hữu nhiều tàu chiến hiện đại. Trong số đó có thể kể đến hai tàu ngầm tấn công diesel điện Love Scorpion 1.700 tấn, một đề án của Pháp, 6 khinh hạm tên lửa Love Goldwide. Các tàu hộ tống hay còn gọi là hộ vệ tên lửa loại Katuri của Đức, Lassamana của Ý và các tàu tuần tra xa bờ loại Kida được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon. Hiện tại, các tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Malaysia là hai tàu khinh hạm lớp Liqiu từ Anh. Tàu lớp Liqiu có chiều dài đến 106m, chiều rộng 12,75m, lượng choán nước là 2.270 tấn và với tốc độ tối đa là 28 hải lý trên giờ. Trên tàu lớp Liqiu này được trang bị nhiều vũ khí bao gồm một pháo hạm Bofor 57 ly, hai pháo 30 ly,
2.4 tên lửa chống hạm Escort Block 2, 16 tên lửa phòng không Sea Wolf, 2x3 ống phóng ngư lôi B515. Ngoài ra, tàu còn có sàn đáp và nhà chứa máy bay trực thăng. Hiện tại, Malaysia đã và đang xây dựng chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân khi từng bước đổi mới toàn bộ các thành phần tàu, sẵn sàng thay thế tất cả tàu chiến và tàu ngầm đang có trong biên chế. Theo thông tin từ Hải quân nước này, hiện đã mua lô tàu tuần tra ven biển cỡ nhỏ, dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm tàu ven biển, 3 tàu đổ bộ và bổ sung thêm 2 tàu Lux Corporin. Mới đến vị trí thứ tư thôi mà đã thấy số lượng cùng những thông số kỹ thuật vô cùng khủng rồi đúng không nào? Lấy lại tinh thần, chúng mình cùng tiếp tục với vị trí thứ 3 nhé. Vị trí này thuộc về Hải quân quốc gia Singapore với 38 tàu chiến các loại, trong đó có nhiều mẫu tàu chiến hiện đại. Đây cũng là điều khá dễ hiểu khi Singapore đầu tư mạnh tay cho Hải quân trong 10 năm trở lại đây. Họ sở hữu hạm đội tàu chiến mặt nước lẫn tàu ngầm có thể nói là hiện đại nhất khu vực. Lực lượng tàu ngầm được đánh giá là có số má, mà hiện nay Hải quân Singapore đang sở hữu 6 chiếc tàu ngầm tấn công diesel điện, trong đó 2 chiếc lớp Archer và 4 chiếc lớp Challenger, cả hai loại đều do Thụy Điển chế tạo. Bên cạnh đó, Hải quân nước này cũng đang đặt hàng mua thêm đến 4 chiếc tàu ngầm lớp Invincible Type 218 SG từ Đức. Chiếc đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2022. Chỉ riêng việc Singapore sẵn sàng chi gần 900 triệu đô cho mỗi chiếc tàu Invincible cũng đã thể hiện được quyết tâm tăng cường sức mạnh của Hải quân nước này, cũng như là việc phải đối phó với những thách thức an ninh có thể xảy ra trong tương lai. Mặt khác, phải kể đến đó là Challenger và Archer cũng đều đã hoạt động được trên 20 năm, giờ đã tới lúc chúng được nghỉ hưu. Ngoài ra, không thể không nhắc đến khinh hạm Formidable, được đánh giá là một trong những chiến hạm hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Formidable được đánh giá là có khả năng tàng hình rất cao, thậm chí còn được đánh giá là cao nhất thế giới hiện nay. Đến thời điểm hiện tại, Hải quân Singapore vẫn đang tiếp tục trang bị thêm một số tàu hộ tống, tàu tên lửa nhỏ, như 6 tàu hộ tống tên lửa lớp Victory do Đức sản xuất, 12 tàu tuần tra cao tốc lớp Felix do Singapore chế tạo. Vị trí thứ hai thuộc về Indonesia, một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sau Thái Lan, xây dựng được cho mình lực lượng tàu ngầm một phần trong kế hoạch nhằm hiện đại hóa hải quân. Từ cuối những năm 1950 đến giữa những năm 1960, Hải quân Indonesia đã cho mình một biên đội tàu ngầm tấn công diesel điện gồm 12 chiếc, toàn bộ đều thuộc lớp Whiskey do Liên Xô cũ chế tạo. Những chiếc tàu ngầm này chỉ được hoạt động cho đến đầu những năm 1990 thì đã bị loại biên. Khi đó, Hải quân Indonesia chỉ có đúng 2 tàu ngầm tấn công diesel điện Type 209 mua từ Đức, được mệnh danh là đất nước vạn đảo, xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh, trong đó có cả lực lượng tàu ngầm luôn là mục tiêu của Jakarta. Bên cạnh kế hoạch mua các loại tàu ngầm từ nước ngoài, Hải quân nước này vẫn đang ấp ủ việc tự đóng mới các loại tàu ngầm diesel điện. Minh chứng rõ ràng nhất cho kế hoạch chính là mua mới 3 tàu ngầm tấn công lớp Chempoko từ Hàn Quốc trị giá khoảng 1 tỷ đô. 2 chiếc đầu tiên đã được bàn giao từ năm 2017-2018. Chiếc thứ 3 được đóng tại nước này theo một hợp đồng xác nhận chuyển giao công nghệ từ tập đoàn DSME. Tính đến thời điểm hiện tại, Hải quân Indonesia đang sở hữu 4 tàu ngầm tấn công, bao gồm một tàu ngầm lớp Chandrak, tàu ngầm Nagala 402 bị rơi ra ngoài khơi Bali vào tháng 4 năm 2021 và 3 tàu ngầm lớp Chambogo Jakarta có kế hoạch đóng thêm 3 tàu ngầm khác dựa trên công nghệ của Hàn Quốc. Và cuối cùng, vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng không ai khác chính là Hải quân Nhân dân Việt Nam. Quân chủng Hải quân nước ta có đầy đủ 5 ngôi sao biển, cụ thể là tàu ngầm, tên lửa chống hạm, tàu mặt nước, không quân hải quân và hải quân đánh bộ. Đặc biệt phải kể đến biên đội 6 tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Kilo. Đề án 636.1 vô cùng hiện đại do Nga chế tạo đưa vào trang bị chiếc đầu tiên từ năm 2014. Những chiếc tàu ngầm này trang bị nhiều vũ khí được đánh giá là rất xuất sắc, lắp đặt những phiên bản sửa đổi mới thứ nhất của hệ thống tên lửa Club S, biến thể xuất khẩu của Kleiber, với cấp phiên bản cải tiến hơn của trạm thủy lực vượt bậc hơn. Những chiếc tàu ngầm này nằm ở vị trí thấp, tiếng máy chạy cực yên tĩnh, êm đến mức được nhận một biệt danh đó là hố đen. Thực tế, các nước láng giềng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng có loại tàu ngầm diesel điện này, cụ thể như Indonesia, thế nhưng đó là những chiếc tàu ngầm trong đề án 209 của Đức do Hàn Quốc hay do chính Indonesia tự đóng, không thể so sánh được với đề án 636.1 của Nga.
Tàu nhỏ hơn từ 2 đến 3 lần, không có khả năng mang vũ khí, tên lửa và có vẻ như lạc hậu về thiết kế. Nói chung xét về tiềm lực, hạm đội tàu ngầm Việt Nam hoàn toàn vượt qua cả Indonesia, Malaysia và Singapore một cách đáng kể. So với nhiều quốc gia khác trong khu vực, lực lượng tàu ngầm Việt Nam được thành lập muộn hơn. Thế nhưng, với việc thành lập lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên năm 2013, lữ đoàn 189 đã đưa vào biên chế các tàu ngầm Kilo, đã mở ra một trang mới cho lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam. Đáng chú ý, các tàu ngầm Kilo của Việt Nam được đặt tên gắn với các thành phố lớn, cụ thể là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu, được đánh số hiệu từ 182 Hà Nội tới 187 Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng cần phải nhấn mạnh thêm rằng dù sinh sau đẻ muộn nhưng Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu các tàu ngầm có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu từ đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa hành trình Caterpillar. Ví dụ rõ ràng nhất có thể nhắc đến biến thể chống hạm 3M14E Club S với tầm bắn hơn 200 km, và biến thể tấn công mặt đất 3M54E với tầm bắn là 300 km. Để đạt được vị trí này, chúng ta cần nhìn nhận được sự cố gắng không ngừng nghỉ của chính phủ trong việc phân bổ đầu tư đúng đắn cho ngân sách quốc phòng. Chính phủ Việt Nam nhìn nhận rõ được rằng chỉ khi sở hữu cho mình một lực lượng hải quân mạnh thì mới có thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo trước nhiều thách thức an ninh trong khu vực, đặc biệt là với những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Với việc sở hữu lực lượng tàu ngầm hiện đại hiện nay, nước ta dù cho không có quy mô hải quân quá lớn, thế nhưng cũng đủ sức ép để gây áp lực lên những kẻ thù, đặc biệt là Trung Quốc, với âm mưu bành trướng độc chiếm địa phận lãnh hải Việt Nam. Vậy nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé, dù cho có dã tâm như thế nào thì Bắc Kinh cũng sẽ phải dè chừng nhượng bộ trước những gì mà hải quân chúng ta đang có đấy. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết rồi. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Comment ngay dưới video chia sẻ của chúng mình nhé. Cũng đừng quên cho chúng mình một like, share, subscribe để ủng hộ tinh thần làm việc nha. Chúc các bạn bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!